sẽ đi hướng tiếp một lần thứ hai. Để hướng dưới ở tầng 1 chúng ta sẽ đi tiếp. Đây thì cũng có hướng dẫn của phòng trưng bày ở phía dưới tầng 1 của bảo tàng. Đây, chúng ta họ sẽ có các chú thích tiếng Anh. Đây, có một bên thì tiếng Việt có giới thiệu để cho tất cả anh em có thể hiểu biết, đọc, xem được. Mô tả rất là chi tiết hình ảnh. Chúng ta phòng cháy chữa cháy này cũng được hết sức lưu ý, điều lệnh đầy đủ, nhà xịt thoát nạn. Đây là còn của dân tộc Chăm ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, các tỉnh phía trên. Chúng ta vừa đi bắt đầu từ Quảng Nam thì đây là các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế thì các hình ảnh tượng Bồ Tát. Hiện vật còn lại cùng chọn mối. Được thượng thần Shiva múa. Điệu múa Shiva của đồng bào Chăm. Đây là đài thờ có các linh vật ở xung quanh. Tượng thần Bồ Tát này khá khác ở phía Bắc. Vũ nữ thiên tiên cặp trụ có mô hình trụ cửa ở cổng ngoài trí rất là đẹp cây thức hoa văn phủ điêu này chúng ta cũng có thể tham khảo nếu ngoài gia đình có điều kiện nhà mấy anh ở Phạm Phúc Thành Trì Phùng Dũng nghe nhìn Xuân Thế anh có thì làm hai cái trụ cầu và bóng đá như thế này chọn khắc mang về. Mã cầu đúng rồi. Hai bạn trẻ là đã về đến nơi của người quay phim chụp ảnh đấy. Rất đầu óc trông phấn khởi, miệng cười tươi tắn, được đi chơi nó cũng có khác. Đà Nẵng quên đi tôi chưa hiểu cái vật dụng này để làm gì, chưa hiểu vật dụng này. Cái từ Oni này có phải cũng say không nhỉ? Đúng không? Oni này. Đây là lọc nước. Không biết có phải đúng thế không? Cái hiện vật thì cũng như vậy. Quá sáng này quá. Mang đi. Con bò Yama rất nhiều bức mà chúng ta không có chú thích nên chúng ta không hiểu được. Vitu là chắc là vị tượng thần của đồng bào Linga. Đây là Shiva múa, người múa Shiva. Biết là hố thiêng trong vòng tháp. Cái này chắc là quan quách vậy nhỉ? Ừ. Hố thiêng. À, quan quách. Một. Ngồi.
chia tay cũng hết đất khác. Chắc là đang bị dở chứ đúng không? Không phải, vô hình ngày xưa nó bị gãy, nó hỏng. Đấy không nên. Đấy đổ tháp. Để thờ. Cái này chắc cũng là xì vào mối này. À. Krishna, chứ không phải là xì vào. Krishna. Đấy, biểu tượng. Đấu vật. Đấy. Rất là đẹp. Đây, di tích khu Khương Mỹ. Chúng ta sẽ có các cái biểu tượng đồ. Đây, vẫn là Shiva múa. Nam thần. Nữ thần, tự do nữ thần. Chiên đàn. Nghe cầu nguyện. Đồ Makara, sư tử. Naga là gì rắn? Rashmi, Nam thần. Hai bạn trẻ thấy rất rất vui vẻ. Khỉ. Brahma. Chúng ta sẽ đi tiếp vào phần sau. Các bước phù yêu còn rất là nguyên vẹn. Vũ nhạc cung đình. Đây là các cái di tích ở phía phần này tỉnh Quảng Ngãi. Tôi xem đây là Lakshmi, nữ thần biểu tượng cho sắc đẹp. Biểu tượng của bà, của nữ thần trong đời sống văn hóa ở ngoài trong. Phụ nữ thiên tiên. Hát mà cái cả sẽ không có trong chú thích, tôi sẽ không giới thiệu. Này, tiếp theo sư tử. Brahma. Brahma. Thần thoại trong Ấn Độ. Bài thơ Shiva. Voi. Garuda. Chưa được chú thích thì là sẽ không rõ được. Apsara.
chúng ta sẽ đi tiếp sang phía sau. Chiến xa bao bốn, chúng ta chưa hiểu gì đấy. Chị và đây Bình Định Con Tum Phật Tu Sĩ Rama. Nói chung là rất là tuyệt vời. Yến Sơn các cái bia khác cũng biểu tượng là cũng cái phủ điêu bia khá theo phương pháp tam cấp mà giống người Bắc chúng ta, cái chất cũng như vậy. Và chữ ở đây chúng ta sẽ quay ra cái lúc ban đầu và kết thúc đây, đi ra đây mà, đây mà đấy, đây chúng ta sẽ đi ra phía ngoài của bảo tàng. Ở đây có cái cây cũng rất đẹp. Đây chúng ta có thể ngồi để nghỉ ngơi đã. Lấy cái đồ cái, cửa trong đấy. Còn bên kia này các bạn. Hết rồi.